rất là đẹp nha. Đến từ thương hiệu là Toshiba với model là RB770F. Máy chạy sử dụng 5 băng bao gồm AM, FM và FW. FW và hai băng TV, băng low và băng high. Bắt đại rất là ok. Tất cả đều hoạt động ok. Volume, bass chép, low net. Máy cũng rất đẹp nha anh em. Dây đai, dây quay, dây sắt đầy đủ. Đây là FM. Hai nội địa Nhật thì FM 90 thôi nha anh em. Và khoảng tầm 92 em vẫn bắt được một đài. FM. Bắt được nhiều đài. Và đã gửi được cái tâm tình của tôi đến FM tất cả thì 90 nhưng anh em, nhưng mà cái đài bên kênh bên TV này là tới 108. Tôi biết là cái có thể là bắt đài được tới đài 108 của Việt Nam mấy luôn. Cuộc chiến tranh và riêng làng tôi 22 liệt sĩ trong thời kỳ đó, tôi cũng cùng đi với các bạn, nhưng tôi thì về tóc bạc, còn các bạn trên TV này là tới 108 trong bắt TV mà vừa bắt đài nhiều FM ok. Câu là chiều nay ôm sóng trên dòng biếc bồi hồi ta nhớ quận 11 gần kết hợp với quy mô là cái gì các em bắt cũng rất là nhiều đài bắt đài FM ép đúp thì bắt đài nước ngoài sống ở đây thì kém được bắt được luôn. Đức Bắc rất là nhiều đài nè. Stop the music. It's terrible. She went up to the band. Everyone's attention to herself as she did so. The leader of the band named a number of tunes for her to choose from, and she dismissed each one of them as nope. Muốn trao đổi chi tiết với Trương Anh Tài, kế toán Hoàng để người này ở lại rồi về luôn. Người này tự giới thiệu là họ Giang. AM mở đúp là AM. Ngày 21 tháng 3, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu lần 2 về kết quả dương tính.
cũng và cuối cùng là TV. Dùng pin và nguồn luôn, pin là 6V, nguồn là 100V, đường AC 100V, đường máy. Em đang sử dụng pin. Để làm nước mới tiếp theo. Và đến khoảng tháng từ âm lịch năm sau, khi trời đổ mưa là kết thúc ngày muối. Ông Nguyễn Văn Tám, một diêm dân có hơn 30 năm gắn với ngày muối, vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Là mai muối hết. Nào tôi mới có năng lực làm sạch. Làm sạch không khí. Phần tươi ngon mơn từ anh ba là sôi. Thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để sức khỏe cả nhà ăn cơm. Xoay nước siêu mạnh cây đầy vỡ. Năm với trời bắt đầu hãy mua sạch. Xử lý những cái đối tượng gây hại trên cây trồng mình rất là tốt, thì đó là những cái trường hợp mà Trân chia sẻ với chú Xuân để đặc trị cho cái vườn của mình hiện tại là nó đang bị tháng thư hay bị thối trái nặng. Còn đối với những bà con mà chúng ta bắt đầu chúng ta canh tác là bất kỳ cái loại cây trồng, tức là cây ớt nói riêng hoặc là các cây trồng khác nói chung, thì Trân khuyến cáo quý bà con chúng ta nên xử lý ngay từ đầu. Cũng như thầy Phụng chia sẻ thì mình phòng bệnh hơn là trị bệnh. Phòng bệnh thì bà con sử dụng THD ngay từ đầu. Khi xử lý đất thì bà con có thể sử dụng Nano Chico như thầy chia sẻ đó. Bà con xử lý đất rồi sau đó khi cây lên khoảng 2 đến 3 lá thì bà con sử dụng tao. Em đã bỏ lời quan tâm kênh của em. Đây là từ thời gian nào? Gặp lại anh em những nếu mà theo. Trong cái thời gian xin khoảng trong vòng tháng 3 này thì phải có cái... Kính chào, cảm ơn anh em. Do vậy, những ngày nắng là thời điểm làm muối chính của bà con. Do đó họ có được những hạt muối trắng mặn mòi. Theo quan niệm của nhiều người cao tuổi ở Long Điền, hạt muối tuy giản dị nhưng gắn liền với cuộc sống và mồ hôi công sức của diêm dân, tượng trưng cho ước mơ đủ đầy ấm áp. Không chỉ vậy, hạt muối còn chứa đựng sự may mắn, hạnh phúc và đem lại hy vọng cho người dân nơi đây khi họ mong muốn về một mùa muối đủ đầy, để rồi những khi đói, khi no, diêm dân lại có lọ muối đồng hành.